Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nhé. Và mình là Cường Nguyễn. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi làm video lá cao su nha các bạn. Hôm nay thì mình vẫn dùng cây One Hit Ưng Vương V3.1 vân đá của mình. Đó. One Hit Ưng Vương V3.1 vân đá với Percy 0.65 mini dây thùng á, Percy 0.65 mini với bi 7 ly nha. Cái này dùng 7 ly, khổ thun 13 19 140 nha các bạn. Ok, bây giờ mình đi thôi các bạn. Mồi cá nha anh em. Rớt. Nó chạy vào núa mà nè. Tưởng nó chết luôn rồi chứ. Đây anh em. Dữ lắm. Đẹp ghê không? Rớt. Còn ráng dính nhìn cây này. Ô mình tưởng con cu chứ. Con chảo các bạn ạ. Đây nó còn đang dính nhìn cây này. Nè. Mình tưởng con cu thấy gáy gáy. Nhìn không rõ. Con chảo các bạn ạ. Hai con cu anh em ạ. Một con này. À, con này bắn trúng dây điện. Đây, đây, đây. Hai viên trúng dây điện cả. Bắn hai phát liên tiếp trúng dây điện. Đây. Đây anh em. Trúng đầu luôn. Con kia con thứ hai bắn hai phát liên tiếp trúng dây điện cả. Một con. Một con này nha. Còn con này. Con này nữa. Này thì không bay này. Con này thì tụng lông. Em thấy nè, đông ngay đây này. Vậy đi. Ừ, vậy đi. Gần quá, bắn nó không có gì hay cả. Bắn thì dễ rồi. 2 mét. Như này còn được này. Giờ làm sao để đi qua? Đi qua đó lấy. Đi qua. Nhặt con kia.
Bây giờ thấy có con nào nó gáy gáy trên này. Nó nhặt con kia đây. Tăng 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 tăng. Đó, lại gáy nữa. Đi lại nhặt ta. Rớt xuống chỗ kia các bạn. Khó phết đấy. Nhưng mà chỗ này còn dễ lộng hơn chỗ hồi nãy. Chỗ này có cây để đạp lên này. Chỗ hồi nãy nó bước ra này. Đây các bạn. Bay đi cô, không may đúng không? Không bay đúng không? Không bay thì xong rồi. Thế mà vẫn ráng bay vào tới trong kia kìa. Rồi nó rớt xuống đâu. Ui. Ui. Một con nó rớt xuống dưới rồi. Đây còn nữa này. Tự sát à mày. Tự sát à mày. Dính nhặt con này trước đi, xong rồi nhặt con kia sau. Đâu à? Đây nó dính trên này. Nó còn dính trên cây này các bạn. Nó để nó trên cây cho dễ nhặt. Rớt xuống sông. Úi. Nó biết ngay mà nó rớt xuống. Xong xong. Bám cẩn thận không có tụt luôn xuống đây chứ. Là tụt cả người. Tụt cả người xuống đây. Rồi đây các bạn. Con này đang ở đâu bay lại. Có một con rớt xuống chỗ bụi tre trong kia. Con nó rớt thẳng xuống rồi ta. Con mình bắn ở trên dây điện. Đây này. Con sống luôn nhá. À, xuyên người thế mà còn ráng bay các bạn kìa. Rồi, ra trên đó nữa. Chúng rớt xuống.
Ơ cỏ. Ui. Tí nữa nha mày. Không để ý. Để ý con cua không à. Rồi. Đây, đây nó bật ra. Đây các bạn. Mãi mình mới tìm thấy nó. À nó chai á, nó rớt, nó đâm trúng cái hàng rào cái này. Nó rớt xuống lúa. Nó vướng trên ngọn lúa là nó chết luôn, tìm mãi mới thấy. Nó xuyên con người thế này cơ mà. Cù nha nha. Một con nữa. Đồ, vậy mà nó còn sống luôn à. Cù nha anh em. Bên đây nó hơi khó bắn. Thông đít. Thông đít. Sao lấy ta? Đây các bạn. Xin người ta vào lấy. Chết con cò. Gãy cánh rớt xuống đây rồi. Kìa. Đây dãy kìa các bạn. Để đi đâu con sâu. Ơ kìa. Chạy luôn. Coi nha anh em. Gãy cánh. Ồ, còn nữa bay lên kìa. Mình đứng ở ngoài kia đường. À, đứng rồi hả? Dạ. Mới bắn này. Đứng ngay trên ngọn cái bần này. Chú lấy không? Chú... À, tưởng chú lấy con cho chú luôn. Trắng nha nha. Nó còn sống luôn anh em. Mà nó có màu nhá. Ui dữ ghê không. Nó có cái màu con lông đầu nhá. Con này lâu lắm rồi ạ. À, nó đang, nó đang rình cá ở dưới nước á. Nó không nhìn mình, mình đứng ở sau lưng á. Ngon. Con bịp bịp anh em. Để cá mình thấy nó đứng ở trong bụng. Khổn lắm. Rớt. Rớt nha các bạn, rớt xuống nước rồi. Đâu rồi? Con này còn sống, nó còn bơi được chứ. Rớt bẹt mắt xuống nước mà đâu rồi? Đù. Như thế mà nó còn chạy được không ạ?
một viên 7. Điện mà không bay thì xong rồi. Phát đầu tiên chúng dây điện mà nó không bay, nó bị nó giật mình mà nó không bay. Đúng là số chết mà. Đúng là số chết mà. Đây các bạn. Còn hết đồng gương nha.